Chào tất cả các bạn. Mình sẽ chỉ các bạn hôm nay là cái bộ điều khiển cửa đóng mở tự động. Loại này không có remote và nó điều khiển tự động bằng hai con cảm biến. Bằng hai con cảm biến này. Đây là hai con cảm biến. Cái khoảng cách của hai con cảm biến này theo nhà sản xuất á, là nó 80 cm. Tuy nhiên là ở đây mình chỉnh thì 50 cm thôi để cho nó có một hoạt động hiệu quả nhất. Để hoạt động hiệu quả tốt ở con cảm biến này là nó là cảm biến quang, thì mình để nó ở nên chỉ hướng xuống ha. Nên chỉ hướng xuống để cho nó có một cái không có bị những cái ánh sáng như là đèn hoặc là ánh sáng mặt trời chiếu vào trực tiếp, nó làm cái hiệu quả hoạt động của nó bị kém. Thì cái mô hình này nó gồm có một cái hộp điều khiển và hai con mắt, là nó chỉ có vậy thôi. Là nó chạy bằng mạch này hoạt động với điện áp là 12V, nó sẽ chạy bằng bê tông điện. Cái này là mạch hoạt động bằng bê tông điện, xi lanh điện á, xi lanh điện 12V. Cái tính tại đòn á thì mình làm theo yêu cầu của khách hàng. Thì bây giờ mình không có cánh tay đòn, giờ mình đã mô phỏng cái mình đã nói là xi lanh điện nha. Mình mô phỏng cái xi lanh điện này, mình mô phỏng cái xi lanh điện là cái này giống như trong mô sinh lanh điện nè. Các bạn nhìn cái khúc này, ở trong xi lanh điện sẽ có hai cái hành trình, hai con diode ha, và một cái chốt để nó gạt cái công tắc hành trình, là y chang như trong cái xi lanh điện. Mình làm cái mô hình này để cho dễ hình dung. Còn hai cái con này thì nó có chức năng như nhau, là mình sẽ gắn ở bên trong phòng một cái, ở ngoài phòng một cái, để khi có tác động thì nó sẽ bật cái motor di chuyển. Bây giờ mình sẽ gắn đỡ nó nằm ở khu vực này. Đó. Để giờ chúng ta test cảm biến. Mà vậy chúng ta test cảm biến ở đây ha. Khi mà có tác động thì nó cái đây là cái chiều, ở đây mình có gắn một cái con cái cọng dây màu đỏ nè, coi như cái chiều này là cái chiều đóng cửa, còn qua đây là mở cửa. Khi có người đi đến nó sẽ tự động nó mở cửa ra và nó tự động nó sẽ đóng cửa lại. Còn nếu ở trong phòng nè, bạn đi đến trong phòng thì nó cũng mở cửa ra cho bạn đi, giờ bạn đi ra ngoài nó sẽ đóng đóng cửa lại. Nếu như buồn buồn các bạn lại bạn đứng ngay con cảm biến, các bạn ngắm cảnh gì đó, bạn làm gì đó thì nó cũng sẽ tự động nó mở cửa ra cho đến khi nào các bạn bỏ đi thì nó mới đóng cửa lại. Đó. Và cái này nó có chống kẹt luôn. Đây mình biểu hiện chống kẹt, nó đang đóng cửa. Bây giờ mình thử chọt cọng xích này chỗ này cho nó bị kẹt nha. Đó. Nó kẹt rồi nó sẽ tự động mới dừng chỗ đó. Nó sẽ không chạy nữa. Một tí nó sẽ tự động đóng cửa lại cho các bạn. Còn nếu như nó đang mở cửa ra và sau đó nó đóng cửa trở lại, nó bị kẹt, nó cũng dừng ở vị trí đó rồi, nó sẽ tự động đóng cửa lại tiếp nè, nó sẽ tự động đóng cửa lại đó. Và về phần cảm biến chống kẹt ha, giờ còn cái hộp điện thì sao? Hộp điện này thì nó có hai dây nguồn thôi, dây nguồn và hai dây motor thôi. Hai dây motor này mình hãy bắt vô cái xi lanh điện. Nếu các bạn nào không có xi lanh điện thì các bạn chế cái mô hình giống như mình này nè, gắn hai hành trình hai diode thì giống y vậy thôi. Mình cứ như mình kéo bằng xích thì chạy sẽ ồn hơn xi lanh điện. Lưu ý giùm mình cái hai cọng dây đỏ đen này là gắn phải đúng cực cộng trừ 12V nha, nếu gắn lộn thì sẽ cháy mạch nha. Bây giờ đó, là mình sẽ hướng dẫn chỉnh các cái chức năng ở trong cái mạch này. Ở trong cái mạch này á, nó gồm có đèn đỏ là cái đèn báo nguồn, bên đây có cái đèn xanh là cái đèn báo trạng thái thời gian cái motor nó sẽ mở ngửa cửa, đó là báo ra cái đèn xanh đó.
Nếu như mình muốn cái thời gian mà cái cửa nó dừng chợ ở đây lâu thì mình tăng con volume này lên. Mình ấn tượng ở đây nó có một cái đồng hồ nha. Mình dặn theo dự kiện đồng hồ nó sẽ tăng thời gian cái chỗ này lên, nó sẽ tức là nó mở cánh cửa ra một hồi lâu nó mới đóng lại á. Cái này nó đang đóng nhanh nè. Rồi, nó đóng liền nè. Không. Bây giờ mình muốn nó đóng lâu, mình tăng thời gian lên là mình dặn theo dự kiện đồng hồ. Chu trình của cái con biến chảo này là nó tới 20 vòng lận. Mà nếu có dặn lố thì cũng không hư, cứ dặn thoải mái. Đó, bây giờ thời gian nghỉ chỗ đó nó sẽ lâu hơn, tức là nó mở cửa ra một hồi cho các bạn thoải mái bạn đi. Con làm gì con làm rồi đó, rồi sau đó nó mới đóng cửa lại. Muốn tăng nữa thì tăng lên. Rồi. Tới cái con cái bộ phía dưới. Cái bộ dưới đây nó hơi bị tối, để mình stop mình đi mở đèn, hình như nó sáng hơn được một tí. Đây, mình phóng bự lên nha. Rồi, các bạn thấy rõ chưa? Rồi, ở đây nó có ba một con volume. Ha. Cái con volume đầu tiên này là cái con này mình đổ keo rồi. Cái con này mình đã chỉnh rồi. À, không chỉnh thông số này nữa. Cái con thứ hai là cái con cảm chỉnh lực. Tùy theo cái xi lanh, tùy theo cái xi lanh, tùy theo cái motor. Tùy theo cái motor nó sẽ có một cái lực lớn nhỏ khác nhau. Cái motor mình chỗ này nè, đó. Motor của mình ở góc này, góc bên trái nè. Là tùy theo cái motor lớn nhỏ mà sẽ có một cái dòng điện khác nhau mà mình sẽ chỉnh một cái lực khác nhau. Đó. Còn cái con ở trong là cái con thời gian khởi động lại, tức là khi nó bị vướng vật cản thì bao nhiêu lâu nó sẽ cho cái motor này chạy được khởi động lại, thì mình sẽ chỉnh bằng cái con này. Cái chiều chỉnh cũng giống vậy luôn, đặt theo cái chiều này. Tưởng tượng ở đây có cái đồng hồ, nếu dặn cùng chiều kim, cùng chiều kim là nó quay từ số 1, số 2, số 3 đó, là nó sẽ tăng tăng lên. Con giữa là tăng dòng, còn bên đây là tăng thời gian chờ. Đó. Rồi cái mạch dòng này nó hoạt động là nó có một cái đèn báo dòng ở đây là con led đỏ. Nếu chúng ta chỉnh chạy bình thường thì không có vấn đề gì. À, thì con led dòng ở đây nó không có báo. Được. Nếu như quá dòng, bây giờ mình sẽ chọn cái cây vít. Mình chọn cái vít vô cái dây xích rồi nha. Rồi sau đó mình cho nó chạy nè. Đó, bạn thấy không? LED báo dòng nó sẽ báo đỏ. Bị quá dòng, nó sẽ dừng động cơ và sau đó nó khởi động lại là nó báo về LED xanh. Rồi. Cái mạch này thì nó chỉ có vậy thôi, không có gì để chỉnh nữa hết. Các bạn nào mà chưa hiểu cái gì á thì các bạn liên hệ mình để số điện thoại phía trên nha. Cái mạch ta thì do lắp ghép thì nó sẽ hơi xấu như vậy đó. Còn nếu các bạn nào đặt số lượng nhiều thì mình sẽ làm cái bo nó hoàn chỉnh và đẹp hơn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Các bạn nhớ bấm vào cái nút đâu đây nè, chỗ hình con ếch đó, để cập nhật cái video tiếp theo nữa. Mình làm video hay hay cho các bạn xem.